Anupaven sala sothi Phawan tu tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu mong chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quả đức của chư Phật, do nhờ quả đức của giáo, do nhờ quả đức của chư Tăng, các sự thành lời thường thường đến người. Sự quả thất là thô sự tổ vô đồ nó hô vô thất xa xa nê a rô vô sự tổ hô y sa hạ sa bế nhà thích vi sa thất là tham. Sự kỳ tạo vô đồ nó hà vô thất xa xa nê a rô ga sự kỳ tạo hô y sa hạ sa bế nhà thích vi tệ a thất là tha. Sự kỳ tạo vô đồ nó hà vô thất xa xa nê a rô ga sự kỳ tạo hô thất xa hạ sa bế thiện nhà trị phiên, cầu mong cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu mong cho các thiền tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thầy. Sa thu sa thu lần thay. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu sasanang. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu rakkhake. Atasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu nyatayo. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu palino. Akasattha cha bhummattha deva naga mahittika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu no sada. Chư thiên ngự trễ như không, địa cầu thương ngữ rõ thông mỗi đều, lòng vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tăng ngõ hầu siêu sanh. Yang kinh chi cú sa la cầm măng ca ta băng ki ti yang ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sát ta sai ni no a thi ye sát ta a sai ni no ca tăng buôn na pa lăng mây hằng sắp bê pa ghi pa quanh tu tê ye tăng ca tăng su vi ti tăng đình năng buôn nhập pa lăng ma ya ye cha tha cha năng ti ê qua gần tòa ni quê đa dùm sắp bê lô ca hi dê sanh ta chi quanh ta ha ra hi tu ca ma nuôn nhăn phô cha năng sắp bê la phần tu ma ma sê sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khỏi tu hành dễu nên, đều là phước bao vững bền, có thể tiếp chung đổ lên thiên đàng. Cùng trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tướng nhân gian ta bà, chữ thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tướng được mà hưởng an. Vừa con hồi hưởng dân ban, chúng sanh ai biết còn lãnh thao bằng ai, chưa rõ lời cầu xin cung thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được rày lại đêm hồi hướng hiện nay, hấp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quy ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ tho thực sanh an mạng trường, xin thao phước báo cung dường hỏa thành thực phẩm mũi hương thỏa lòng. Y đăng vô nhà ti năng hồ tu xuất ki ta hồn tu nhà ta dồ. Y đăng vô nhà ti năng hồ tu xuất ki ta hồn tu nhà ta dồ. Y đăng vô nhà ti năng hồ tu xuất ki ta hồn tu nhà ta dồ. Nguyện thân nhân quá vãng thường hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng vô ta vô bu buồn nhằn đà nằng à sa quách tha già quá hành hồ tú, xin cho sự
Phước thí mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm nơi tâm. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, cái phần lễ bái Tam Bảo và xin thọ giới thì con thấy cũng vừa đúng đúng rồi. Bây giờ hôm nay con cũng xin chia cái phần phước mà con đã làm được trong ngày hôm nay đến nhất là đến nhà cho ngài được an lành trong sức khỏe, và kính chúc tất cả thiện nam tín nữ được sức khỏe dồi dào để đừng tránh những cái điều rủi ro tai hại và luôn tinh tấn tu hành. Dạ, còn xin dứt lời, con xin nhường biết lại cho ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ chư tôn trường đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư chân nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong đoạn thứ tư trong bài kinh Từ Bi ha. Thích Nhật Quỳnh sửa lại cái câu cuối cùng thêm cái dấu huyền nữa, chữ thu la chữ cuối cùng hai chữ này mọc và ổn nhưng mà nếu mà thu la thì nó ý nghĩa khác chữ thu la ha. Và những cái chữ ở trên thì đã sửa rồi, còn cái dấu huyền này đưa vô không có được. Xin cho Nhật Quỳnh chỉnh lại chữ cuối cùng ha, thêm dấu huyền nữa, thu la ha, chứ không phải thu la. Rồi, trước khi chúng ta bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ơn đức Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Arahang Sammai Sambuddho Buddhang Phagava Phagavantang Abhivade Mi. Phong danh Phật nhiệm màu ứng cúng chánh biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dày bậc thế gian giả chỉ bày chân tông vô thượng sĩ pháp thân tịnh diệu bậc trưởng phu điều ngược độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đại toàn giác thế tôn trong đời Sokhato Bhagavata Thammo Thammang Namassami. Pháp vi diệu, cha lành khéo dạy, lìa danh ngôn, giấc ngộ hiện tiền, vượt thời gian, chứng vô biên, sắc na đại ngộ, phát nhiên liễu tường, đạo vô thượng, đến rồi, thấy rõ, hướng thượng tâm, thoát ngộ vọng trần, trí nhân, tự ngộ giả chân, diệu thường, tịnh lạc, pháp ân nhiệm màu. Supadipano, Bhagavato, Sa, Vakasankho, Sankhan, Namassami. Bậc diệu hành thinh văn thích tử, bậc trực hành pháp lưỡi thiền gia, bậc như lý hành thân già, bậc chân chánh hành dưới tòa thế tôn, thành đạo quả bốn đôi tấm chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm, thánh chúng vô thượng phước điền thế gian. Đa tạng ách đa giá sa quan đa mi. Do nhờ với đức của chư Phật, do nhờ với đức của giáo pháp, do nhờ với đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo thùy từ giao hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Tha Giá. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Xin Nhật Quỳnh ơi, phần trên đã sửa hết rồi nè, chỉ thấy cái phần mà chúng tôi bốt lên chỉ thêm một dấu huyền cái chữ cuối cùng thôi. Chỉ thêm một cái dấu huyền ở chữ cuối cùng thôi, còn phần trên đã sửa rồi ha. Nếu mà Sigma đưa cái bài cũ lên là thấy chất quốc á. Chỉ coi trong cái bài mà chúng tôi chỉnh sửa chỉ thiếu có dấu huyền thôi. Còn ở phần trên á, có những chỗ chúng tôi đã sửa được, nhưng mà cái này thêm dấu á, cái này không thêm dấu được, cho nên nhờ ship cho dùng một cái dấu huyền thôi.
phần thêm dấu huyền thêm rồi, nhưng mà chữ cuối cùng còn phần trên á, chúng tôi đã sửa nè. Coi cái bài trên nè, cái câu đầu tiên này, về kề chi ba nó phù tát thí à, đó thấy cái phần của cô đưa lên với phần mà chúng tôi chỉnh sửa thấy khác nhau phải không? Bây giờ cái phần mà chúng tôi chỉnh sửa chỉ thiếu cái dấu huyền thôi. Rồi, muốn nói gì xin mời. Dạ, sư biểu con thêm cái dấu huyền vô cái chữ thu la thì con thêm chữ thu rồi. Còn ở trên phần trên sư sửa gì sư không có nói rõ ràng. Sư biểu con đọc, mấy khi sư biểu con đọc thì con đọc, còn sư biểu con thêm chữ đó thì con thêm chữ đó thôi. Thì con lấy cái bài của con ra con thêm thôi, còn cái gì nữa giờ đâu biết đâu. Giờ nếu mà sư muốn chữa cái gì thì sư chỉ cho con. Chứ nếu mà sư biểu lấy cái bài của sư ra rồi thêm cái đó thì con mới biết. Con đâu biết sư chữa chữ gì. Mô Phật, con kính nhân mít đến ngài à. Hôm nay ngài làm khó quá. Xin lỗi quý vị. Thôi bây giờ chúng ta học tới đâu, hiểu biết ý nghĩa tới đó và sửa tới đó ha. Học tới đâu thì sửa tới đó. Bây giờ câu đầu tiên ý nghĩa như thế nào? Dê kê chi ba nó phù tát thi. Dê kê chi ba nó phù tát thi. Bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Cái này phải cần phải tại vì giống như bên pháp cũ mà chúng tôi chỉ nói lướt qua để hiểu cái ý nghĩa của những từ này thôi, khỏi cần ghi chép. Dê là những người nào, kê chí à, dê là những người nào, những kẻ nào ha. Rồi chữ kê chí, kê chí cũng do cái từ giống như kinh chí là nào, đâu. À, thì dê kê chí là kẻ nào, những người nào. Ba nó phù tác thi, chữ ba nó phù tác thi, ba na là chúng sanh, phù tá là hữu tình, ác thi là hiện hữu, những chúng sanh hữu tình hiện hữu có mặt á. À, thì những ở đây cái câu này dê kê chí ba nó phù tác thi, thì trong cái câu mà Xích Nhật Quỳnh đưa lên á, chữ phu tá, phu tá thì dễ viết chữ bê phở. Ở đây chúng tôi chỉnh sửa là bê bò chứ không phải bê phở à. Rồi phu tát thi, phu tá cộng với a thi thành ra phu tát thi, chứ không phải như bên Xích Nhật Quỳnh. Đó là cái sự chỉnh sửa trong cái chỗ này ha. Những chúng sanh hữu tình, hữu tình tức là chúng sanh có thực tánh á, chứ không phải chúng sanh mà coi như là thực vật à. Thì những chúng sanh hữu tình hiện hữu, ác thí là hiện hữu à. Thì ở đây cái đoạn này thì nói lên à, những chúng sanh có thực tánh mà có mặt à, trên cái cuộc sống này à. Cái câu đầu á, những chúng sanh nào có thức tánh sống trong cái đời sống này, trong thế giới này à. Rồi câu số 2, ta tha wa tha wa ra wa ana wa se sa. Câu này khó đọc ha. Ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. À, cái câu số 2, chữ tassa có nghĩa là yếu, ốm yếu á, yếu tức là không được khỏe. Qua có nghĩa là cũng giống như tiếng Việt Nam là hòa à, yếu ha. Rồi tha quá ra là số, tha quá ra là số ít, tha quá ra có nghĩa là mạnh à. Tát xa là yếu ha, qua là hòa ha, tha quá ra là mạnh ha, yếu và mạnh. Rồi chữ hòa ở phía sau nữa, hòa sao.
Anawasesa, Anawasesa, Anawasesa. Chữ 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 an ở phía trước có nghĩa là không. Awasesa là không trừ ai, không còn là ai. À, thì cái câu số 2 này nói cái gì? À, dù yếu hay là mạnh, à, không trừ một ai hết á. À, không trừ một ai. À, những chúng sanh hữu tình này, ha, trong cuộc sống này, ha, dù yếu hay là mạnh, không trừ một ai hết. À, tức là không còn lại một người nào. Để làm gì? Câu số 3. Đi kha wa ye ma hành ta wa. Đi kha wa ye ma hành ta wa. Chỉ đi kha, đi kha. Nó thật sự là đi kha, nhưng mà ở đây là số nhiều, cho nên đi kha. Đi kha là dài. Qua là qua. Dê là những chúng sanh, những người nào. Mahanta, Mahanta tức là lớn. À, những người nào lớn và dài. À, lớn và dài. À, chữ qua sao cũng vậy. Đó là một cái liên từ, à, hay hoặc và ha. Rồi câu cuối cùng. Machima Rasaka Anukathula. Machima, Machima đây là số nhiều, có nghĩa là trung bình, ở giữa. Thì Machima là trung bình ha. Rồi Rasaka, Rasaka có nghĩa là thấp. Thấp. À, Rasaka là thấp. Rồi Anuka, Anuka là ốm. Thula là mập. À, thì chỉ nhờ Sít Nhật Quỳnh thêm cái dấu quyền vô chữ thu thôi. À, trong cái bài này rồi chỉ yêu cầu chừng đó thôi. À, còn nhớ phần trên thì chúng tôi đã chỉnh sửa hết, còn thêm cái dấu nữa là ở dưới này chữ thu la. Đó là điều chúng tôi yêu cầu. Còn nếu quý vị không không có thêm vô thì chúng ta cũng cứ học. Nhưng mà rồi rồi tới chỗ này thì quý vị hiểu. À, chúng tôi theo cái giọng đọc thì chúng tôi đọc là thu la ha. Nhưng mà quý vị muốn đọc thu la cũng được. Rồi Sít Nhật Quỳnh đưa đưa ra, đúng rồi, đưa ra là thêm rồi, đúng rồi, nhưng mà cái phần trên á, phần trên không có sửa. À, ví dụ như bây giờ Sít Nhật Quỳnh đưa lên cái bài Sít Nhật Quỳnh và chúng tôi đưa lên bài của chúng tôi, quý vị so sánh đi. Alo, đây chúng tôi đưa lại. Rồi Sít Nhật Quỳnh đưa lên cái bài của Sít Nhật Quỳnh đi. Rồi thấy rằng ở phần cái nào chúng tôi cái bài này chỉ cần thêm một dấu quyền thôi. Rồi mời Sít Nhật Quỳnh. Trời ơi là trời, sư làm khó thiệt luôn. Vì là con thấy ra rồi, ở trên sư tử có bê bò và bê phở, thì con đã copy cái bài của sư, rồi con thêm chữ thu la vô rồi, chữ thu vô rồi, mà sư không nhìn, mà sư cứ rầy hoài. Hôm nay sao mà con ăn cháo lương nhiều như vậy? Đây cái bài của con đưa lên đây, đó là bài của sư, con copy lại rồi con sửa. Con sư cứ rầy hoài, các bạn bữa nay con xui thiệt luôn đó nha. Con chức nhân mít trên ngài. Thank you.
cái chữ tím tím đẹp lắm mà, cái màu này sao em sao mà đổi màu vậy? Kê chi ba na phù tát thi, về kê chi ba na phù tát thi, về kê chi ba na phù tát thi. Câu số 2. Ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Câu số 2 hơi khó. Ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Dành câu 1 câu 2. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Rồi qua câu số 3. Đi kha wa ye ma han ta wa. Đi kha wa ye ma han ta wa. Đi kha wa ye ma han ta wa. Câu cuối. Ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Rồi, ôn lại câu 3, câu 4. Đi kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Đi kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Đi kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại ha, theo trường âm và đoạn âm nhập kinh. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Đi ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Đi ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Bài này đối với quý vị còn mới ha, cho nên chia ra làm hai, đọc lần hai câu cho nó dễ. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Đi ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa càng anu ca thù ra. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa.
đi tha wa ye ma han ta wa mắt chí ma ra sa càng anh lúc cả thù là. Quý vị chia làm hai thì cái giọng đọc nó sẽ vững hơn, ổn định hơn. Còn đọc liền một hơi như vậy thì hơi khó ha. Thôi từ từ. Rồi, Sít Nhật Quỳnh nếu có đổi chữ thì đổi cái màu khác đi, chứ còn cái màu này sẽ hơi trùng trùng rồi. À, cái màu màu tím, màu đỏ đỏ đó thì nó sẽ nổi hơn cái màu này. Màu này coi chọc đó, nó đuôi mắt á. Rồi, đó là dòng kinh. Trời ơi gì đó, giống như chữ trời ơi vậy á, cái màu vậy đó. À, chứ còn cái màu này hồi nãy trùng đâu có chú ý đâu. Chói hả? Chói mới nổi. Chứ còn cái màu này thì trùng với cái màu bên này hồi nãy. Thì sửa màu lại đi, thường thường là thấy cái màu sẫm mà bây giờ đổ cái màu này cái thấy là ủa sao mà giống nhau như vậy. Thường thường là thấy cái chữ của Sít là cái màu này nè. Rồi đó là dòng kinh ha. Bây giờ qua dòng kệ. Dòng kệ cái này không hơi khó, không phải dễ đâu ha. Ye ke chi ba na pu tan ti ta sa wa tha wa ra na wa se sa di ta wa ye ma han ta wa man chi ma ran sa ta an lu ka tha. Ye ke chi ba na pu tan ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di ka wa ye ma han ta wa man chi ma ran ta ka an lu ka thu la. Ye ke chi ba na pu tan ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ran ta ka anu ka thu la. Cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung béo gầy nhỏ lớn không khôn cùng hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Cái bản này dịch nghe hơi nó trục trặc ha, hơi kỳ kỳ. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hay thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt. Ngụ ngôn thì để dễ dễ nghe hơn là cái quý vị thấy ha. Chúng sanh dù yếu mạnh lớn nhỏ hoặc trung bình thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình lòng từ không phân biệt. Trong cái đoạn dịch này thấy nó hay hơn bên kia, dễ hiểu hơn. Cái cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, chịu vắng chỉ ngắn dài chỉ hay hơn chịu vắng hả. Vắng dài bình trung béo gầy nhỏ lớn khôn cùng không cùng hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Trong cái lục bát này nghe nó hơi trục trặc kỹ thuật. Thôi được rồi, quý vị quan trọng là quý vị có tâm từ hay không à. Chứ còn cái chuyện cái lối văn thì lục bát nó khác mà ngũ ngôn nó khác. Thôi bây giờ đọc đi, cái quan trọng là Pali nha. Kệ nó đi, đúng rồi. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Khà Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Quý Bảo, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng và con xin đọc đoạn 4 của Từ Bi Kinh.
Ye ke chi ba na phu tat thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye man ta wa mat chi ma rat sa ka nu ka thu la. Con nhớ hình như có chữ Á mà sao trong bản này không có chữ Á. Để con coi lại bản của sư. Dạ thôi con đọc thêm của sư. Dạ con xin đọc lại. Ye kê chi bà na phu tát thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma an ta wa mat chi ma rat sa ka anukathu la ye ke chi ba na phu tat thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma an ta wa mat chi ma rat sa ka anukathu la ye ke chi ba na phu tát thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye man ta wa mat chi ma rat sa ka anukathu la. Cầu cho ba giới bốn loại chúng sanh yếu mạnh, vắng dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn, không cùng, hữu hình, vô tướng, muôn trùng, gần xa. Và con đã đọc đoạn bốn xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con nhường mic cho người kế tiếp ạ. Con xin kính chào sư Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị có nghe tôi rõ không quý vị? Có bị ngắt khoảng không? Nghe bình thường ha? Nghe rõ ha? Có điếc lỗ tai không? Có điếc lỗ tai không? Nhưng không có trả lời. Sư ơi, con bữa nay con thấy sư hành hạ cô Nhật Quỳnh quá trời luôn vậy đó. Có thêm chú Quyền không mà sư đánh đi chữ này nè, chữ này chỗ chữ thu nè, thêm chú Quyền thành chữ thù đó, thù là đó, thêm gì đi, nói gì đi. Sư làm cho cổ không biết đường đâu mà gờ nữa. Trời ơi, sư, cổ cũng già lắm rồi đó sư ơi, già cũng giống như sư vậy đó. Người ta nói già trời xanh chướng lắm, sư có chướng không mà sư bắt lỗi dữ quá à. Rồi tùm lum tùm la nữa. Thấy tội nghiệp cổ quá đó sư. Thôi giờ con trả bài nghe sư. Để đây sư nói gần bao nhiêu chuyện đó, lên trả bài cho rồi đi. Nói nhiều quá vậy thôi. Bữa nay đâu có nói tích sự gì đâu sư. Trả bài xong rồi có làm gì nữa không sư? Dạ con xin trả bài cho rồi. Để sư nói. Cái bà mỏ nhọn đó, nói nhiều quá à. Đâu mỏ nhọn đâu. Nói sự thật thôi đấy sư. Rồi phải chuyện đâu ra đó. Con xin trả bài. Không có phân tích trường âm đoạn âm hết sư. Phải phân tích trường âm đoạn âm đi sư. Sư dạy chuyên về pháp cú mà mấy tiếng Pali phải phân tích trường âm đoạn âm thì nó rõ hơn sư, khỏi cho dày già. Người ta không nói chữ thù chữ là gì đó. Trời ơi. Thôi con đọc đi, để sư nói nó nhiều quá à, mệt quá à. Sư con cũng dừng sư nước với trái cây nhiều sư. Sư từ từ sư tưởng tượng ra sư, sư thưởng thức nha sư. Thưởng thức tưởng tượng đó sư. Cũng được đó sư. Người ta nói hồi đó câu người ta nói bất kỳ ăn cá vô cây mà con không biết là cái gì, tức là làm con cá tưởng tượng là con cá thiệt đó để ăn đó. Bây giờ con mới biết hết. Thôi con đọc bài nha sư. Con xin trả bài đoạn số 1. Con xin trả bài đoạn số 4 của kinh Từ Bi Karani Yamatta Sutta. Con xin trả bài nha. Ye ke chi pa na bu tat ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa mat ti ma rat sa kha anuka thu la. Nói nhiều quá, để lấy hơn chút đọc tiếp. Ye ke chi pa na bu tat ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa
Dikawaye mahantawa mati ma rasaka anukatula. Ye ke jipa na phu tak ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Dikawaye mahantawa mati ma rasaka anukatula. Nó có sai nào không ta? Đọc nghĩ tùm lum, thôi đọc lại lần nó chết cho chắc ăn. Về chi phà na phù tát ti ta sa hòa thà hòa ra hòa ana hòa xê sa đi kha hòa về ma hành ta hòa mắt thi ma rát sa kha anu ka thù la. Phải dịch tiếng Việt Nam, ấy dây quên, cái cà chạy cũng dịch tiếng Việt Nam. Về kê chi phà na phù tát thi ta sa hòa thà hòa ra hòa na na hòa xê sa Dikawaye mahantawa makti marat saka anuka thula yeke sibana butati tasawatawa rawana na wasesa dikawaye mahantawa makti marat saka anuka thula. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, ngắn dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không đều. Hữu hình vô tướng muôn trùng, gần xa. Đó là bản dịch của ai con cũng không biết nữa. Đó là bản dịch Việt Nam, vậy hết rồi đó sư. Trời ơi, đó phe ta có một cái vỗ tay, hai người. Có hai người vỗ tay, ba người vỗ tay, toàn phe ta không à. Không thấy sư cho bông hoa hết, chắc đánh sư tưởng tượng, thưởng thức nước với lại trái cây của tôi rồi quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã nghe, quý vị thấy tôi đọc có sai chỗ nào không, quý vị cho biết nha. Sư không có nói đâu, khi nào ông bắt tay, nghe ồn, già gái ung sùm nha. Cái có chữ nhân trong đó là tiêu đời rồi đó, chết chắc rồi đó. Dạ xin cảm ơn sư và quý vị đã lắng nghe. Bữa nay không có niệm, không có luyện đá, luyện vật gì trên. Chắc tới cô Hồng Thị Kim Nhung rồi đó, mời cô lên nha. Thôi xin trả máy. Dạ alo. Lúc nãy thấy Tâm Phương đứng từ từ mà không biết sao còn rút cái rừng tay đâu. Bây giờ mà Tâm Phương lên trước Kim Nhung nghe. Dạ, trước hết con kính định lễ Ngài Tý Đức. Dạ, con xin đọc câu số 4 ạ. Ye ke chi pa na pu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma rat sa kha anu kha thu thù la. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắng dài, bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tưởng, muôn trùng gần xa. Dạ con xin đọc câu kệ. Ye ke chi pa na pu ta thi ta sa qua tha qua rang qua anna qua che sa đi kha qua ye ma han ta qua ma chi ma ran sa ka adu kha thu lang ye ke chi pa na pu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana quan che sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ran cha ka anu kha thu la. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắng dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn không cùng, hữu hình, vô tướng, muôn trùng, gần xa. Dạ, con đã đọc xong câu số 4. Nhường biết lại cho Kim Nhung. Dạ, con
kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, Quý Chư Tăng, các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài ạ. Cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Ye ke chi pa na phu tap thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma ham ta wa mat chi ma rasaka anuka thu la. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vẫn dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn không cùng, hữu hình, vô tưởng, muôn trùng gần xa. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Ye ke chi pa na phu tạp thi, ta sa wa tha, wa ra wa a na wa se sa. Di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma as. Saka nuka thula ye ke chi pa na phu ta bi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma wa saka nuka thula. Dạ, con đã đọc và kể xong, kính tri ân sư trước, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Trăng trong đạo tràng, con kính lễ với bà với cô tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng và cảm ơn đạo tràng đã cho mình tôi biết âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài kinh Từ Bi câm số 4 hôm nay ạ. Ye ke chi ba na phu tat thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa mak chi ma rasaka anukatula. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa. Dạ, con xin kệ câu số 4, con kinh Từ Bi số 4. Ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa a na wa se sa di ka wa ye ma han ta wa mang chi ma ras Saka Anukatula. Dạ, con đã đọc rồi xong, con có sai mong từ sư và đạo tràng chỉnh sửa lại dùm con. Dạ, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ tôi xin mời bàn tay của sư Kim Dung ạ. Nam mô Bích Thà. Dạ. Dạ, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Phật, con kính đảnh lễ Pháp, con kính đảnh lễ Tăng, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng, con xin đọc bài. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anukathula. Ye ke chi ba na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anukathula. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắng dài bình, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Dạ, con xin kể. Ye ke chi pa na phu ta thi ta
sa wa tha wa ra wa a na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka nu ka thu la ye ke chi pa na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka nu ka thu la. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh vắn dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Dạ con đã đọc và kệ xong. Dạ con kính tri ân sư, cảm ơn tâm hạnh vốt bài. Dạ xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, tại con thấy số con chưa tới. Dạ, thưa con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 4 bài kinh Từ Bi. Ye ke chi pa na phu tat thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa mak chi ma rat sa ka anuka thu la ye ke chi pa ha na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka ha anuka ha thu la. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắn dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn, không cùng, hữu hình, vô tướng, muôn trùng, gần xa. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Pháp Môn Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc tiếp. Ye ke chi pa na phu tat thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma na sa ka anu ka tu la ye ke chi pa na pa na pu ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa ti kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa ka anu kha thu la. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắn dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn, không cùng, hữu tình, vô tướng, muôn trùng gần xa. Ye ke chi pa nu pa tan thi ta sa wa tha wa ra wa an na wa si sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ran sa ka anu khan thu la. Ye ke chi pa na pu tan thi tan sa wa tha wa ra wa an na wa si sa di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ran sa ka anu ka tu la. Dạ thưa con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp.
Namaya mô Thammaya, Namo Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con không thấy ai giơ tay cho nên con xin phép được đọc kinh Từ Bi ạ. Đoạn số 4. Ye ke chipa na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa anawase sa di kha wa ye ma hành ta wa ma chi ma ra sa ka anukathu la. Cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu tình vô tướng muôn trùng gần xa. Dạ, con xin đọc lại ạ. Ye ke chipa na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa anawase sa di kha wa ye ma hành ta wa ma chi ma ra sa kha anukathu la. Ye ke chipa na phu ta thi ta sa wa tha wa ra wa anawase sa di kha wa ye ma hành ta wa ma chi ma ra sa kha anukathu la. Dạ, xin mời vị tiếp theo ạ. Dạ alo, xin mời cô tu nữ Phúc Hạnh nè. Dạ, sư không biết là nãy giờ có đã nghe đã ôn bài rồi ạ. À. Cô Tâm Phương ôn bài chưa ạ? À? Xin mời cô Tâm Phương ạ. À. Dạ, alo. À. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Pháp Trang ạ. À. Dạ, để có trang có chiếc máy không ạ? Dạ, con đã thấy ngày quay trở lại ạ. Dạ, con xin ngừng mic lại cho ngài ạ. Alo, mới thấy Kim Nhung cầm mic mà. Rồi, bây giờ quý vị nghe rõ ha. À, hôm nay sao cái máy có vấn đề. Nhiều khi nói quý vị không nghe được. Báo số 5.
lễ. Thì bảo ngoài trời khác Dạ, con kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ, dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc đoạn 4 bài kinh, bài từ bi kinh. Ye ke chi ba na phu tat thi tat sa wa tha wa da wa ana wa se sa đi hà hòa về ma hành tà hòa mắt chi mà đắc sát cả anuka thù là về kệ chi bà na phù tát thi tát sa hòa thà hòa đà hòa ana hòa sê sa đi hà hòa về ma hành tà hòa mắt chi mà đắc sát cả anuka thù là. Ở trong cái điện thoại cái chữ nhỏ quá. Cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh, vắng dài, bình trung, béo gầy, nhỏ lớn, không cùng hữu hình, vô tưởng, muôn trùng gần xa. Dạ con xin kệ. Ye ke si ba ha ba thu ta thi ta sa wa tha wa ha da wa a ha na wa se 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 sa di ha wa ye ma ha ha ta wa ma chi ma da sa ka a na thu na ka thu la. Vậy con kể lại. Ye ke si pa na phu ta thi ta sa wa tha wa ha da wa a na wa se na wa na wa se sa di kha wa ye ma han ta wa ma chi ma ta sa ka anu ka thu la. Dạ con trả bài xong. Còn có sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo hữu trả sửa giúp con ạ. Dạ con xin dâng mít lại cho đạo tràng và xin mời người tiếp theo.
Alo, 1, 2, Alo, 1, 2, 3. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ đạo tràng, chúng con không có nghe âm thanh của ngài được. Dạ, ngài có nghe được âm thanh của con cũng thỉnh ngài trở ra rồi vào lại ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin sám hối, nãy giờ con không có chức máy ạ. Dạ, con hành kính đánh lễ Đại Đức Trời Đức, cùng chư Tương, Đại Đức Pháp Trang, cùng chư Tương Đức vừa quan năm vào đạo tràng, Nhật Quỳnh kính lễ. Quý bà, quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ phục hành. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu người vào đạo tràng. Dạ, nãy giờ con không có ở trước máy. Dạ, bây giờ con cung thỉnh ngài thử mít trở lại. Con cũng không biết vị nào đã ôn bài và chưa ôn bài. Dạ, con kính dân mít đến ngài ạ. Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Xin Nhật Quỳnh nói nghe rất là rõ. À, chúng tôi nghe rõ lắm. À, bây giờ quý vị nghe được rồi nè. Dạ bạch ngài, nghe rồi, hết nghe luôn rồi bạch ngài. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không ạ? Dạ cảm ơn Thiện Ngũ. Dạ bạch ngài, đạo tràng chúng con không còn nghe được âm thanh của ngài nữa ạ.
Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Rồi, bây giờ làm gì đây quý vị? Ngài thì nói xong rồi mình hết nghe, chị nghe rồi mình trả lời nghe rồi ngài. Mình không còn nghe được nữa. Và bây giờ Nhật Quỳnh nói chắc có lẽ ngài cũng không nghe rồi. Dạ, bạch ngài, ngài có nghe được âm thanh con không bạch ngài? Ngài có nghe được âm thanh con, ngài cho con xin một tín hiệu ạ. Cái này là không biết ảnh hưởng dịch hay ảnh hưởng bão quý vị. Dạ, ngài bị gì không biết ảnh hưởng dịch hay ảnh hưởng bão đây. Đạo tràng đoán thử thôi, ngài bị ảnh hưởng gì. Nói lén thì ngài nghe. Dạ, nếu ngài nghe rõ con cũng thỉnh ngài. Dạ, con nói ngài giờ trở ra đi, ngài tắt máy đi, đường ngài trở lại thì hy vọng. Chứ còn mà ngài cứ cầm mít như vậy thì tụi con không có nghe được. Dạ, con kính nhận mít đến ngài à. Alo, 2 3 1 2 3. Nghe rõ hả? Nghe rõ tại sao không đưa bài lên? Alo, xin Nhật Quỳnh đưa bài lên dùm đi. Rõ rồi nè. Coi lại âm thanh thì rất tốt chứ đâu có trở ngại gì. À, nhưng mà tại sao mà coi như nó quá trời quá đất mà quý vị nó không nghe. Rồi bây giờ bài vở đưa lên cũng thấy rõ nè. Chúng ta học qua cái đoạn 4 này, nhưng mà trong đoạn 1, đoạn 2 á, thì có sự góp ý và chúng ta đã chỉnh sửa. Rất tiếc rằng bây giờ không có cô tu nữ Tụy Duyên. Cô tu nữ là Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát. Ngài rời rung luôn rồi. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Việt mình biết được tín hiệu. Có lẽ hôm nay ở ngoài trời bão nên trong lòng ngài cũng bị bão luôn. Từ hồi đó giờ bao nhiêu năm trời chưa bao giờ ngài có tình trạng này. Có nghĩa là bài đưa lên mà có sai chỗ nào thì ngài cũng chỉ ở thêm vô chữ đó, thêm chữ nọ, chữ kia. Đằng này ngài không nói gì hết, mà ngài chỉ nói tôi sửa rồi, giờ chỉ thêm chữ dấu quyền vô chữ chữ thú thành chữ thu thôi. Thì Nhật Quỳnh thêm vậy thì cũng bị rầy. Rồi tới hồi lấy bài của ngài, đâu biết ngài sửa chữ nào đâu. Rồi cái lấy bài của ngài thêm dấu quyền vô, đưa lên cũng bị rầy.
đúng là bảo ngoài trời, bảo trong lòng luôn. Phải không cô tu nữ phục hành? Rõ ràng hôm nay Nhật Quỳnh xui ơi là xui luôn vậy đó. Ăn cháo lương mà có người nói với Nhật Quỳnh là hôm nay ở Hilton quán cháo lương cô Ba Đỏ mới mở. Đâu có gì buồn đâu, Tâm Hương, chuyện nhỏ đối với Nhật Quỳnh là chuyện rất là nhỏ, nhưng mà nói để đạo tràng yên vui để chờ ngày trở lại thôi, chứ không có cái gì buồn hết đó. Chuyện quá là chuyện đối với Nhật Quỳnh là quá nhỏ luôn. Bởi vì cô Phúc Hạnh biết không, Nhật Quỳnh phải nói là cái nghiệp Nhật Quỳnh rất là lớn. Lớn là nghĩa sao mà đừng ai khen Nhật Quỳnh thôi, mà hãy khen là ít. Một là trong vài phút đồng hồ, hai là chừng một hai ngày, thế nào cũng bị ăn cháo lương, thế nào cũng bị dũa, không người này dũa cũng người kia dũa, ngộ lắm. Bởi vì nên cái đó cũng là một cái điều tốt của Nhật Quỳnh đó, cô Phúc Hạnh. Đó là có nghĩa là ai mà khen thì không có bị nở lỗ mũi, tại vì biết sắp bị nghe chửi. Nên cái lỗ mũi không có nở, nó đỡ chỗ đó đó. Đó cũng là một cái duyên để mình không có bị ai khen đó mình mừng quá rồi mình tưởng mình được khen thiệt. Nhật Quỳnh nhớ có một lần Nhật Quỳnh nhớ có một lần có cái vị đó. Ồ, dạ, chị Nhật Quỳnh sao mà đọc kinh hay quá vậy? Rồi chút xíu vào chắc lên, có người chắc lên. Nhật Quỳnh đừng có tưởng gì mà lầm nghe chưa, đừng có nghe ta khen mà lầm nghe chưa, không phải gì đâu nghe chưa. Nên thật sự Nhật Quỳnh tâm sự với quý vị là chuyện khen thì Nhật Quỳnh sẽ sẵn sàng đang đón sự chê, sự chửi, nên là rất là bình thường, không có gì hết, không có gì buồn hết á. Thôi bây giờ nãy giờ không biết hình như hôm đó Tâm Hương khen thì phải à, hình như là vậy thì phải à. Nhưng mà nãy giờ quý vị nào đã đọc bài rồi mà chưa đọc bài thì xin đưa bàn tay lên đi, Nhật Quỳnh bớt bài lại. Nhật Quỳnh đã thấy cái chỗ sai rồi. Để ông lại hả, đăng quấn câu luôn ha. Dạ rồi, ông lại phải không? Rồi, dạ. Nhật Quỳnh đưa từ câu lên nha, đưa câu 1 lên, vị nào lên có thể lên đọc trước từ câu, tại vì để Nhật Quỳnh sắp lại coi bữa hôm mà bài ngày sửa coi Nhật Quỳnh đã sửa trong này chưa. Nếu mà chưa sửa thì chắc cũng bị đầy nữa, nhưng mà thôi kệ đi, cứ đăng đi rồi thiếu mà vị nào cứ đưa bàn tay lên đi nha. Dạ, mời chị Mát Ta đi. Dạ, mời chị Mát Ta lên tiên phong. Đi, chị là trưởng làng đó, của cư sĩ. Mời chị Meta đi, Nhật Quỳnh sẽ đưa từ câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 lên. Dạ, kính mời chị Meta nha. Chị Mát Ta ơi, đạo tràng chưa nghe được âm thanh của chị, mời chị cầm mic trở lại à. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, bây giờ cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, cô đưa bài lên đi Mát Ta đọc. Karaniya matha kusale na yantang santang badang
Afi sa mai cha sắc cô u chu cha su u chu cha su wa chô cha sa mu du anati ma ni. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Dạ, đoạn 2. Sang tốt xa cô cha su phá rô cha bác kích chô cha sàn lao ca vút ti sang tình rí dô cha ni bác cô cha áp ba gáp phô cu lệ su anano gích thô. Thanh bần thụ phận an nhàn, không ham thế sự, tịnh an cõi lòng, lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều lĩnh luyến mong dục trần. Na cha khuất đằng sa mà cha rề kinh chi về na huỳnh nhu ba rề u ba qua đầy dùng su khi nô và khề mi nô hồn tu sắp bề sát ta phá hoành tu su khi tát ta. Không làm nhơ bẩn tinh thần, tránh lợi chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai. Dễ kề chi bà na phù tạc thi ta sa hoa tha hoa ra hoa a na hoa xê sa đi kha hoa dê ma anh ta hoa mạch chi ma ra sa ca a nu ca thù la. Cầu cho ba giới bốn loài chúng sanh yếu mạnh vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không cùng, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Dạ, Meta đã đọc xong bốn đoạn. Dạ, kính mời quý vị kế tiếp ạ. Dạ, Meta xin xuống mic. Con xin kính chào sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tệ Đức, các cô tu nữ, không nhớ tên. để cho trung khỏi chống vắng, trả bài từ đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, từ từ trả, mạnh ai nấy trả. Quý vị nghe bình thường nghe rõ không quý vị? Trời ơi, thiệt tình. Đang hạ làm bài, học bài, phải trả bài lên nữa. Bắt dây ngồi, đi trả bài cho được. Rồi nghe rõ ha, rồi trả bài. À, tôi đọc luôn 4 câu Pali, xong rồi dịch luôn tiếng Việt Nam một lần nha. Đọc Pali rồi dịch tiếng Việt Nam, đọc Pali rồi. Khó lắm, để đọc hết 4 đoạn Pali luôn, rồi đọc dịch lại tiếng Việt Nam luôn ha. Karani yamakakusale na yam tang san tang padang abhisamet cha sakko ucho cha su hucho cha su wacho ka samudo anatima ni san tuk sakko ka supro ka apakicho ka san lahokavo ti san tin riyo ka nipakko ca apa gap po ku le su anuk nuk kit po na cha ku da ye ke chi pa na bu tak ti ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa di ka wa ye ma han ta wa mat ki ma rak sa ka anukatula. Đọc lại lần thứ hai ha. Charani yamak takusale na yantang santang padang abhisamet cha sakko ucho ka su hucho ka su wakko ka sa mudo anatima ni santuk sakko ca su pa ro ca áp pa kích cho ca sàn la hu ca vô ti sàn tình ri dô cha ni tắc cô
ca áp tha gáp bồ khu lệ su anu kích thô áp tha gáp bồ khu lệ su anu kích thô na cha khu đằng sa mà cha rệ chi về na vinh nhu ba rệ ô phát qua đầy dùm sức kỳ nô và khề đi nô hồng tu sắp bề sắc tà pha hoàng tu sức kích tác tà về kề chi bà na phụ tác thi tá xa và thà và ra và an và sê xa đi khà và về ma hành tà và mắt chi mà rác xa khà an đúc khá thù là nâu phần 1, phần 2, phần 3. Người khôn có đủ đức tài. Trời ơi, chỉ nhỏ quá. Người khôn có đủ đức tài, hằng tìm lợi ích tương lai cho mình, dọn lòng an tịnh thanh bình, tiến vào cực lạc vô sinh niết bàn, giữ lòng chánh trực đoan trang, nhu hòa lương thiện chẳng màng khoe khoang. Đó là đoạn 1, còn đoạn 2 tiếng Việt Nam. Thanh bằng thủ phận an nhàn, không ham thế sự tịnh an cõi lòng, lực căn lục căn chế ngự nghiêm phòng, không cho liều không làm nhơ bẩn tinh thần, chánh lời chê trách thánh nhân phê bình, mong cầu tất cả chúng sanh dồi dào hạnh phúc hòa bình sinh nhai. Rồi bản dịch câu số 4. Cầu cho ba giới bốn loài, chúng sanh yếu mạnh, vắng dài bình trung, béo gầy nhỏ lớn không đều, hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa. Xong. Hết rồi, mời quý vị khác tiếp tục nghe. Đâu cần đúng sai đâu, kệ nó. Ồ, còn kệ nó hả? Quên, có kệ không? Ồ, ngại vô rồi hả? Rồi, thôi coi trả máy lại đi. Alo, 123, 123. Mình chào cô tu nữ Tuệ Duyên vừa đến với Pháp hội. Xà thú, trên Nhật Quỳnh đưa lên dùm bài học đi. Nãy giờ chạy ra vô chỉnh sửa mà không biết bây giờ có ổn định chưa. Về tốt rồi ha. Rồi, cô tu nữ Tuệ Duyên có đưa lên một cái bài mà trong đó chúng ta đã chỉnh sửa trong cái đoạn 1 và đoạn 2. Đoạn 1 thì cái từ Atimani hả? Atimani cái đoạn 1 đúng rồi, Anatimani. Còn cái bài 2, đoạn 2 là chữ Nibbako. Cô tu nữ Tuệ Duyên đưa qua cho biết đó là Nibbako. Nhưng mà thật sự chữ Nibbako chúng tôi coi lại thì không phải là Nib mà là Nibbako ha. Chữ Nibbako đó là cái đoạn 2. Còn đoạn 1 là Anatimani ha. Cái đó thì lúc trước là Anatimani, nhưng mà chỉnh sửa là Anatimani là chính xác ha. Tức là không kiêu mạn á. Còn cái từ Nibbako, Nibbako thì không phải là Nib mà là Nibbako, do cái từ Nibbaka tức là mẫn tuệ chứ không phải là Nib ha. Đó là hai điểm mà được sự góp ý của cô tu nữ Tuệ Duyên ha. Rồi thì chính vì vậy trong nay cho nên cái bài thứ tư này phải rõ ràng một chút
Chính cái đoạn thứ tư, bài thứ tư này thì nói lên cái chỗ mà mọc vỏm này, Anuka này, rồi thu lá này, thu la này. Chữ Anuka có nghĩa là ốm, mà thu lá là mọc. Mọc và ốm thì phải phân biệt cho nó rõ. Anuka thu la, chính xác. Rồi cái chữ cuối cùng đó, phu tát thí, nó dính liền chứ không phải là phu, rồi cái tát thí, mà chữ phu nó đi liền với chữ tá. Phu tá là chúng sanh. Cái câu đầu á, chí Nhật Quỳnh, phu tá là chúng sanh, mà bây giờ chúng ta viết lời ra thì coi không được. Cho nên cái câu đầu tiên là chữ ba nó phu tá là chúng sanh hữu tình. Chữ phu tá dính liền ha. Rồi bây giờ cái đoạn 4. Trong đoạn 4 này thì quý vị đã đọc dòng kinh, đọc dòng kệ xong. Khi nãy thì Đại Đức Tuệ Đức cho biết rằng cái đường truyền của chúng tôi bị ảnh hưởng bão, cho nên nó cũng hơi trục trặc kỹ thuật, nhưng mà đó là bão ngoài trời, còn bão trong lòng mới là quan trọng. Chính cái bão trong lòng này, hôm qua Ngài Liễu Tông có nói, chúng ta hãy tưởng niệm cái sự sân si, sự thù hận, sự oan trái mà đã xảy ra cái trận bão lòng. Ngày hôm qua, ngày 11 tháng 9 là cái ngày mà cái tháp đôi ở tại Mỹ chết biết bao nhiêu người. Đó là bão, mà bão trong lòng. Còn cơn bão số 5 này là bão ngoài trời. Dù bão trong lòng, bão ngoài trời, thì cái bài kinh này vẫn có giá trị. Bài kinh này vẫn có giá trị, mặc dù đó là đoạn 4. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Alo, ở đây nói lên lòng từ không phân biệt, tức là khi mà chúng ta có được cái tâm từ hướng về chúng sanh hữu tình, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt người thấp cao đặc, không đồng đẳng, hoặc là mọc mọc ốm, hoặc là lớn nhỏ, hay là yếu mạnh, tâm từ của chúng ta được thể hiện, tức là không phân biệt. Khi mà không phân biệt như vậy thì lòng từ của chúng ta mới có, chứ còn phân biệt người lớn kẻ nhỏ, người thấp người cao, người đẹp bố, thì cái đó không thể hiện được tâm ở đây. Nói thật, quý vị đã thể hiện tâm từ và lên cái tinh thần mà sự khốn khó Covid mùa dịch, mà chính tại chùa Phước Quang Đại Đức Pháp Trang đã hướng dẫn về Phật tử rồi cô tu nữ Phúc Hạnh, Sư Phô Biển, Sư Minh Tấn, Huynh Minh Tấn, rồi Sư Trần Phụng, quý vị đã tham gia đã hướng về chư tăng các chùa không phân biệt nhất là các chùa ở miền Nam về vật thực để mà san sẻ. Đó cũng là một cái điều thiết thực. Rồi bây giờ đang kêu gọi để coi như làm phước một số coi như gạo vật thực đến bà con mà đang bị cái tình trạng khốn khổ bây giờ. Cảm ơn cả tháng trời, hàng tháng mà quý vị biết rằng tu tại gia nó khổ. Thứ nhất là tu tại gia, đó là điều khó khăn nhất, mà bây giờ đa số là dù khác tôn giáo nữa cũng theo luật nhà nước tu tại gia, tức là cấm túc. Mà cấm túc như vậy thì quý vị biết rằng những cái người mà cái đời sống hơi khó khăn
tay làm hàm nha, thì cái đời sống họ vất vả lắm, mà cả tháng trời kéo dài ở trong nhà thì tiền rừng bạc biển ăn cũng hết, đừng có nói mà bây giờ cái đời sống người ta khó khăn. Bây giờ cái sự động viên, sự hướng dẫn của Đại Đức Pháp Trang, quý vị thấy rằng tại chùa Quốc Quang chư Phật tử đã tham gia và đã hưởng ứng cái phong trào này, để rồi coi như quý vị chung tay vào thiện pháp này, thể hiện được cái tâm từ mình đem lại sự an vui cho kẻ khác, đây là một hành động thiết thực. Cho nên cái câu này, cái câu số 4 này nói lên cái sự không phân biệt. Mà không phân biệt thì tức là cái vấn đề mà chúng ta làm phước mà không phân biệt, đây là một cái hạnh vô úy, đây là một cái pháp ba la mật. Chúng ta còn phân biệt, tức là còn nhận định ở đây đầy đủ này, chỗ kia thiếu thốn này, ở chỗ này nhỏ này, chỗ kia trung bình này, hoặc là chỗ này cao này, chỗ kia thấp này, rồi chỗ này mập, chỗ kia ốm này. Khi mà chúng ta phân biệt như vậy, đó là cá nhân tuyển thị. Còn chúng ta hướng về một cái tinh thần về thiện pháp mà không suy nghĩ đến đối tượng, bất cần đem lại sự an vui cho người khác, đó là một cái hạnh ba la mật rất là tuyệt vời. Đó là một cái sự bố thí, đó là một cái sự thể hiện tâm từ đến những cái người đang khổ đau. Thì rất là hoan hỷ với Đại Đức Pháp Trang đã hướng dẫn chư Phật tử tại chùa Quốc Quang ở Bình Định và phát động phong trào này. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng tại sao chúng ta đau khổ, tại sao chúng ta nghèo khổ, tại vì chúng ta không tạo thiện pháp. Mà ở đây Đại Đức Pháp Trang hướng dẫn cho Phật tử Bình Định Dạ con thỉnh ngài cầm bích trở lại bạch ngài, đạo tràng không còn nghe được âm thanh của ngài nữa. Dạ. Rồi, y như cũ. Cảm ơn đồng phương. Dạ đạo tràng không còn nghe ngài nữa phải không? Nhưng mà có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không quý vị? Dạ cảm ơn Thiểu Vũ, cảm ơn Tâm Phương. Dạ, ngài nha, được âm thanh con cung thỉnh ngài cầm mic trở lại ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Hồng Mai. Alo, 123, 123. Quý vị có nghe rõ không? Rồi, bây giờ nghe rõ. Hồi nãy không nghe rõ, bây giờ nghe rõ. Thì bây giờ nghe rõ, chúng tôi xin thỉnh Đại Đức Pháp Trang. Đại Đức Pháp Trang đã thể hiện cái tâm từ qua cái vấn đề học và hành, tức là trong cái đời sống tu tập của mình, và đem lại sự an vui cho những người khác rất là tuyệt vời. Thỉnh Đại Đức Pháp Trang có ý kiến. Chúng ta học, chúng ta thực hành và hướng dẫn chư Phật tử đã thể hiện những cái thiền pháp rất là tốt đẹp. Alo, Đại Đức Pháp Trang có chiếc máy không? Alo, alo. Trời
vui, bữa thì ăn sáng, bữa thì tưới. Con nữ phúc hạnh đại diện cũng được. Rồi, mời cô tu nữ phúc hạnh đỡ mít dùm đại đức Phật Trang, bởi vì thiện pháp mà quý vị đã làm, chúng tôi rất là hoan hỷ. Chúng tôi nên là nghĩ rằng làm được cái gì thì làm, nhưng mà thấy quý vị phát động phong trào như thế này thì tuyệt vời quá. Xa tủ, xa tủ, quý vị đã thể hiện tâm từ. Xin mời. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Dạ, Ngài con bị bắt cóc bỏ dĩa, giờ con nói gì Ngài? Thật sự thì con rất là hoan hỷ khi con làm những thiện pháp này. Bắt đầu từ đầu mùa dịch, thì khi con thấy trong các chùa miền Nam, rất là khó, các tỉnh miền Nam nói chung rất là khó khăn, và những người Phật tử mà những người mà con được quen biết, thì con thấy nói chung là trong cái đại dịch này thì nhiều người có tiền, có tài sản thì họ cũng không có thể mua vật thực đồ này kia để mà sử dụng hàng ngày, vì nếu ở nhà trốn dịch mà chống dịch mà không có vật thực á, thì cũng bị đói, rồi đói quá thì cũng đâu có thể mà có sức khỏe được. Cho nên nói chung là con cũng rất là nóng lòng. Và khi con những lần trước thì nói chung ở chùa thầy trò cũng tự làm, và ai Phật tử nào biết thì cùng hùng chung vô chút ít rồi để gửi cúng dường các chùa trong miền Nam. Nói chung là con cũng làm được mấy đợt trong thành phố, chỉ có riêng Đồng Nai thì mấy các tỉnh khe lẻ thì do là phương tiện xe cộ nó khó gửi, rồi bưu điện này kia nó cũng bất tiện, nên là con chỉ làm được một lần thôi. Chứ còn trong Sài Gòn thì ở chùa con cũng tổ chức làm được mấy lần. Rồi sau này đợt này thì con thấy nó còn càng giãn cách dài. Rồi con thấy ở quê hương con thì cũng đang lên mùa lúa, cho nên là con mới có ý tưởng là bây giờ là con vận động bà con ở xóm này, ở xung quanh chùa, rồi con trực tiếp con đến nhà dân để mà con xin, rồi để gửi. Thì cái dự kiến thầy trò con bàn thì cuối tháng 8 này thì con sẽ gửi vào để cúng dường các chùa, rồi xong rồi thì cũng còn san sẻ những bà con khó khăn nơi vùng dịch. Thì nói chung là rất rất là mong hết dịch để cho cả nước, cả thế giới được bình yên, rồi cuộc sống trở lại bình thường. Nhưng mà bây giờ trong tình trạng này thì ở ngoài này thì nói chung là cũng có dịch, nhưng mà toàn là những ca mà ở trong thành phố về có lây lan cộng đồng thì nó cũng có chút ít. Nói chung là nơi chùa Phước Quang cũng là một nơi cũng đang rất là an toàn, chợ đồ cũng bán, rồi người dân sinh hoạt ở đây cũng vẫn bình thường, cũng như coi như là không có gì xảy ra hết á. Cho nên là con cứ làm được cái gì thì con làm, nói chung là con cũng rất là hoan hỷ. Dạ, con có bấy nhiêu lời đó, con xin xuống bích ạ. Dạ, con kính tri ân Ngài, con kính chào đạo tràng. Sa thủ, sa thủ cô tu nữ phúc hạnh. Cái thiện sự quý vị đã làm, và chính cá nhân của nhân chùa Ngọc Đạt này cũng được quý vị thăm nuôi. Dùng cái từ cúng dường thì nó hơi quá, nói cái từ thăm nuôi cho nó dễ ha. Chúng tôi cũng được quý vị thăm nuôi, và trên cái thiện sự quý vị đã thể hiện như vậy, chúng tôi thấy không phải là cá nhân tuyển thi mà hướng về chư tăng, hướng về những cái mà chúng ta đem lại sự vui cho kẻ khác. Với một cái tâm từ quý vị đã thể hiện rất không phải rất kỳ ngạ. Chính chùa, quý vị biết chùa Như Pháp là một cái chùa mà của quý cô tu nữ ở dưới Long á,
à, một cái hành động mà chúng tôi thấy rất là tuyệt vời, à, là ra ngoài đồng, à, cây củ quả rồi, à, hái rau rồi xả rồi những cái vật thực mà tươi của Vĩnh Long. Quý vị biết à, vác thiền đi qua những cái kinh, cái lạch, những cung mương, quý vị biết rằng té lên té xuống, à, cái hành động của quý cô tu nữ ở dưới đó, rồi chư Phật tử ở dưới đó đưa lên những cái hình ảnh mà chúng tôi thấy rất là cảm động, rất là cảm động. Một cái việc làm mà quý vị coi như là lăn xả mà không còn nghĩ đến con người của mình như thế nào, miễn sao đem lại sự an vui cho kẻ khác, à, thể hiện một cái tâm từ tuyệt vời. Ở trong này chắc là cô hình kiếm chắc là có chứng kiến cái vấn đề này, à, và chúng tôi thấy rằng tuyệt vời, à, trên cái tinh thần mình học và hành nó đi đôi với nhau, chứ không phải chúng ta chỉ lý thuyết mà chúng ta thể hiện cái tâm từ một cách rất là chúng tôi rất là khâm phục. Bởi vì mình làm được mà người ta làm được, à, nhất là khi mà đang dịch bệnh trong cái sự khó khăn, à, mà được thăm nuôi thì quý vị thấy sung sướng gì bằng, à, có những vật thực đó để chúng ta sống qua ngày chờ qua đời chứ. Chứ còn bây giờ không có vật thực thì xin lỗi, nhai cái lưỡi uống nước à, làm sao sống, à, mà được sự thăm nuôi mà của, à, Đại Đức Pháp Trang chùa Phước Quang mà hướng dẫn quý vị Phật tử làm, đây là một hành động tuyệt vời. Và những cái xe công nhân mà nó chở hàng tươi rau quả củ quả mà ở Vĩnh Long mà lên Sài Gòn, à, quý vị thấy rằng việc làm đó liên tục ăn rau làng cái vả, cái trường đó trời ơi phải thái vả nè, rồi cắt thêm đột lan nè, rồi ngồi xóm, nghĩa là gần cái nghỉ nó của chùa má, ồ vô tư nên thẳng lại đây là cái vùng xanh cho nên bà con còn đi lại tương đối, à, mặc dù cũng có rào cản nhưng mà cái vùng xanh, à, cho nên các bạn đi lại trong địa phương thì tương đối cũng ổn định, à, chúng tôi sẵn sàng cung cấp, à, từng bao, à, trái vả, à, cho bà con phía ngoài. Cái hòn thì coi như là cứ tới hái nha. Rồi đột lan cũng vậy, của chùa mà. Thì chính cái danh từ của chùa này á, mình mới thấy lúc này là đúng lúc này. Cũng giống như ở chùa Phước Quang ngoài, quý vị của chùa nè, nhưng mà phải đi thu góp bên ngoài, thu góp bên ngoài, khích lệ người ta, để rồi từ cái chùa Phước Quang này lan tỏa các chùa ở miền Nam, ở Đồng Nai. Chúng tôi rất tri ân, à, Đại Đức Pháp Trang, à, và chư Phật tử cô tu nữ Phúc Hạnh ở tại chùa Phước Quang để thể hiện tinh thần từ bi. Chúng ta học bài kinh từ bi thì chúng ta phải đau xót, phải biết rằng một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. À, cho nên hôm qua Ngài Diệu Tông nói cái cơn bão lòng á, tức là do tham, do sân, do si mà chúng ta đã làm đổ nát hai cái tòa tháp đôi. Tại sao chúng ta không hướng về những người khác, không phân biệt như cái đoạn 4 này, không phân biệt, à, giàu nghèo, thấp cao, à, ốm béo hoặc là, à, ngắn dài giá đó, không phân biệt. Bởi vì chúng ta không phân biệt như vậy mới thể hiện được tâm từ. Còn tâm từ mà hướng về cá nhân thì đâu được. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Cái đoạn này mà thấy cái hành động ở tại chùa Phước Quang, chùa Như Pháp, à, chúng tôi rất là khâm phục. Và cố gắng đi, bởi vì chúng ta thấy sống lại chết mai, cái sự ra đi nó bấp bênh lắm, khi thở ra mà không hít vô là xong một đời. Và trên trên mạng thì chúng ta cũng thấy
rồi tin tức thông tin chúng ta cũng nghe, và cái chết nó luôn luôn rình rập chúng ta trong từng hơi thở. Thì tại sao chúng ta không tạo một hình trạng, không tạo một tư lương, không có một chút gì để khi mà nhắm mắt tắt hơi, chúng ta đem về bên kia thế giới một cái cảnh an nhàn, một cái sự an vui. Thì thể hiện tâm từ là cái việc làm thiết thực nhất. Rồi xin mời quý vị có ý kiến chứ. Nhưng mà hàng tốt là cứ nói hoài đâu có được, để quý vị nói nữa chứ. Rồi mời quý vị tiếp tục. Chắc là để trước Pháp Trang coi như cũng xong rồi chứ. À, hồi nãy giờ đỡ mấy cái. Rồi bây giờ cung thỉnh để trước Pháp Trang. Tại sao mà cái tâm từ rộng lớn quá như vậy à? Tại cái chùa của mình đó mà bây giờ lo chung cho cả, cũng chưa xong nữa. Trời đất ơi, ân này chắc tham nhũng quá, ăn dữ vậy à, đâu quá vậy à, chắc cô tụi nữ phục vụ anh làm món gì ngon ha, cho nên dùng tới bây giờ cũng chưa xong nữa. Alo, Đại Đức Pháp Trang, cầm mic coi. Ăn chứ, hồi nãy giờ cũng nghe hết chứ đâu phải không đâu. Alo. Ôi trời đất ơi, bún bò Huế. Ở tại Bình Định mà ra ngồi Huế mua bún bò đem về, sướng thiệt. Trời ơi, sung sướng này, sao bằng nữa ta. Còn khoa nữa, bún bò Huế nữa, hàng gì ngon quá. Thưởng thức từ nãy giờ mà cũng chưa xong nữa. Alo. Rồi, sĩ Quang Thành có đâu không? Ồ, cô tu nữ Phúc Hạnh, xà thủ, sao mà làm món ngon quá. Làm để Đức Quốc Trang ăn tới bây giờ chưa xong rồi, xin mời cô. Nam mô Bất Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ bạch ngài, con đang dùng sáng ở dưới chai đường, ra chỉ có máy của cô Phúc Hạnh ở dưới này, ra con chỉ mượn máy để con, tại con nghe ngài kêu quá, con ra con phải lên con đỡ mít đó bạch ngài. Dạ. À, trước khi con có vài lời để con xin đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng, con xin hành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Và nãy giờ thì con cũng nghe thoáng qua cái vấn đề ngài cũng nói lời tỏ về cái về chùa Phước Quang, do chúng con làm trụ trì và cũng làm những cái thiện pháp ở tại trong miền Nam. Dạ thì nói chung thì bạch ngài thì hiện giờ thì tại cái vùng ở chỗ con ở thì nó rất là yên ổn, và trong những cái mùa đại dịch vừa qua thì ở chỗ con thì luôn luôn nó rất là yên ổn, nó cũng không có cái gì để mà dữ dội trong cái mùa dịch. Tuy rằng ở Bình Định nó cũng có chỉ một vài ca, nhưng mà ở những cái nơi khác, những cái viện khác, những cái xã khác thì nó có, nhưng mà tại cái xã của chúng con ở thì hoàn toàn là nó không có những cái ca nào hết. Nhưng mà chúng con thì nói chung chúng con thấy ở trong miền Nam thì cái trận đại dịch kỳ này nó quá lớn, và nó làm ảnh hưởng cái đời sống của chư Tăng, và cũng như là làm ảnh hưởng đến cái đời sống của người cư sĩ, người dân rất là nhiều. Và với cái sự chết chóc của những người dân ở trong đó cũng rất là nhiều. Do đó khi mà chúng con nhìn những cái cảnh tượng đó thì chúng con lại suy nghĩ rằng mình ở nơi, tại những cái nơi mà không có dịch như vậy thì mình đã có rất là có cái phước, mình muốn ăn gì cũng có, và mình muốn đi đây đi đó thì nó cũng dễ dàng, và nó cũng thoải mái hơn những cái vùng ở trong tại trong Sài Gòn. Và khi mà con nhìn thấy cái cảnh tượng của chư Tăng ở trong đó mà không đi chợ được, và những người cư sĩ họ không đến chùa được, thì con lại có một cái suy nghĩ thì
đối với cái đời sống của chư tăng thì nhờ vào cái sự hộ độ của những người cư sĩ, mà người cư sĩ thì họ không có cơ hội, họ không có bị dịch như vậy, họ không đến chùa được, họ không có hộ độ chư tăng được, và họ không có đến để mà họ phục vụ chư tăng. Thì khi mà con nhìn thấy những cái cảnh tượng như vậy thì con thấy rằng là cái đời sống của chư tăng rất là vất vả, rất là vất vả, rất là khổ cực cho cái đời sống tu tập của chư tăng. Bởi vì khi mà cái giáo pháp của Đức Thế Tôn được tồn tại ở trên thế gian này thì nhờ có cái sự, nhờ có chư tăng để gìn giữ được cái giáo pháp. Nếu như mà không có chư tăng ở trên thế gian này thì chắc có lẽ là giáo pháp không còn được duy trì và không còn được tồn tại cho đến ngày hôm nay. Thì khi mà chúng con suy nghĩ như vậy thì chúng con luôn luôn chúng con thiết nghĩ rằng thầy trò chúng con làm được chút ít gì, làm được chút ít gì để mà tạo những cái thiện pháp gì cho đứa trong những lúc này, thì chúng con nên tranh thủ chúng con làm. Và chúng con giúp đỡ những người mà trong những cái vùng dịch được những gì thì chúng con cần phải nên làm trong lúc này. Bởi vì chúng con nghĩ rằng trong những cái lúc này là cái lúc mà rất cần thiết để mình hộ độ, mình cúng dường. Bởi vì trong những bình thường thì cái việc mà mình hộ độ cúng dường thì nó quá bình thường. Bởi vì khi mà trong những lúc mà người khác cần thì mình hộ độ, mình để mình giúp đỡ, thì đó mới gọi là cái việc làm thật sự đúng ý nghĩa. Và cái việc làm mà mình cúng dường làm phước hợp thời, thì chúng con nghĩ như vậy thì chúng con thấy rằng ngay lúc này là ngay cái lúc mà mình cần phải làm, ngay lúc này là ngay cái lúc mình cần hỗ trợ cho chư tăng và những người bà con trong vùng dịch. Thì chúng con thiết nghĩ như vậy thì chúng con với cái sức của chúng con thì thầy trò chúng con thì nó cũng phải có giới hạn, nhưng mà chúng con làm những gì nó tùy theo khả năng của mình, và nó trong cái khả năng của mình, khi nào nó hết khả năng thì mình có thể thì mình sẽ không còn làm nữa. Thì chúng con nghĩ như vậy thì chúng con luôn luôn chúng con thiết nghĩ trong những cái đời sống này, trong những cái mùa dịch này, khi mà kết thúc cái mùa dịch thì con nghĩ có những người còn sống, có những người còn hơi thở ra vào, là những người đó còn có sự hạnh phúc, còn có những cái phước báo rất là lớn. Bởi vì con nhìn trên những cái Facebook hoặc là trên mạng đồ, con thấy những cái người trong những mùa dịch này thì họ chết chóc quá nhiều. Họ chết không có thể từ giã người thân, không có thể, họ không có một cái lời nói để mà tạm biệt gia đình. Thì chúng con thấy rằng thì mình bây giờ thì mình còn hơi thở ra vào, hơi thở mình còn ra, hơi thở còn vào được, thì mình tranh thủ mình làm được cái thiện pháp gì thì mình nên tranh thủ mình làm. Thì chúng con thiết nghĩ như vậy thôi. Thì với cái đời sống chúng con tu tập thì chúng con luôn luôn nghĩ đến những cái thiện pháp để làm những cái thiện sự như vậy. Thì hôm nay thì chúng con chỉ có một vài điều. Thật sự thì nãy giờ chúng con đang dùng sáng, nhưng mà tại do ngày kêu gọi quá thành con phải ngưng dùng sáng để con lên. Chúng con có một vài đề để chia sẻ với chư tăng cũng như là với trong đạo tràng. Và với những phước báo mà chúng con đã làm hôm nay thì trước tiên chúng con xin kính dâng với phước báo này đến chư tôn đức tăng, nhất là ngài Chí Đức Đại Đức Đại Đức ở trong đạo tràng, và cũng như xin chia phước báo này đến cho toàn thể quý vị ở trong đạo tràng. Cũng cầu mong các ngài và cũng như là quý vị hãy trì hỷ với phước báo chúng con để luôn được sự an lạc, nhất là luôn được sự an vui trong cái đời sống tu tập, và để luôn luôn để hướng đến cái sự giải thoát, chấm dứt khỏi sự đau khổ sinh tử luân hồi. Và giờ đây chúng con chỉ có một vài điều xin chia sẻ với ngài và chư tôn đức tăng và cũng như là toàn thể đạo tràng. Giờ đây chúng con xin gửi mít lại cho ngài. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Tha Giác. Đúng rồi.
Sa thú, sa thú, để được pháp tràng. Rất là tuyệt vời. Học và hành, nhất là một vị tăng, một vị trụ trì mà thể hiện cái vấn đề, cái tâm từ san sẻ, giúp đỡ để những cái chùa mà đang khó khăn ở được cái vùng xanh ha, và cảm thấy rằng mình đầy đủ, mình tương đối, và chính bản thân kêu gọi sách tăng hướng dẫn chư Phật tử tạo những cái thiện sự hướng về các ngôi chùa ở miền Nam. Đây là một hành động mà rất là thiết thực để thể hiện cái tâm từ, đem lại sự an vui. Và chúng tôi thấy hành động của chùa Phước Quang mà do Đại Đức Pháp Trang hướng dẫn, không phải mới đây mà thời gian trước kéo dài một thời gian dài, và trong đó cá nhân của chúng tôi cũng nhận được cái ơn nghĩa của quý vị ở Bình Định. Xà thủ rất là tuyệt vời. Đây là hành trang, đây là tư lương, đây là cái điều chúng ta học và chúng ta hành phải đi đôi. Nhất là cái bài kinh từ bi này, bài kinh từ bi để chúng ta coi như chiến thắng giặc lòng. Bão số 5 ở ngoài trời, nhưng mà bão trong lòng của chúng ta còn dữ dội hơn, tức là sự hận thù, sự oan trái của cái tâm sân, của tâm tham, để rồi chúng ta mù quáng với tâm si, để rồi ăn miếng trả miếng, và cứ chồng chất nhau như vậy thì làm sao? Chúng ta phải xả bỏ, chúng ta phải nhẹ nhàng để ra đi chứ. Chứ bây giờ cứ ôm chặt, cứ chấp thủ, cái gì hay đẹp tốt là cứ gom hết về cho mình, còn cái gì xấu thì đem thải ra cho kẻ khác, đâu có được. Mình sống với một cái tâm buông thả, với một cái lòng từ, thể hiện được cái sự mát mẻ của nội tâm, thì chính những cái điều đó mới quý. Chúng ta nhẹ nhàng thì chắc chắn là sẽ siêu thoát. Còn chúng ta mà nặng nề quá, do tham, do sân, do si, thì chắc chắn thì chúng ta phải đi xuống thôi. Nặng là phải đi xuống, nhẹ đi lên. Bây giờ quý vị muốn nặng hay nhẹ? Này không có cân đo đếm được ha. Mà khi đụng chuyện á, chúng ta mới biết người đó tốt hay là người đó xấu. Và cái hành động quý vị đã thể hiện, chúng tôi đâu có bao giờ nghe Đại Đức Pháp Trang khoe khoang thế này thế kia. Cái việc làm đã chứng tỏ rồi, và quý vị là đã thể hiện cái thiện sự của quý vị không phải một ngày mà một thời gian dài, một thời gian dài. Cho nên đây là một cái điều mà chúng tôi rất là rất là kính nể, rất là thán phục quý vị. Rồi chùa Như Pháp cũng vậy, quý cô cũng lăn xả ra ngoài đồng, cắt những cái bó xả ha, rồi hái những cái cà, những cái đậu bắp, rồi rau, làm cả một xe cam nhông luôn. Cái hành động của quý vị đâu có cần người khác phải khen, mà mình làm mình cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy hoan hỷ. Chính cái đó là mình biết thôi. Cũng như bây giờ quý vị đọc ra cái bài kinh này, quý vị mà học thuộc cái bài kinh này, từ bi này, thì cái cơn bão trong lòng của quý vị do tham, do sân, do si, nó lặng yên. Học thuộc cái bài kinh này, quý vị không sợ ma. Mà ma đó là ma phiền não, chứ không phải là cái ma mà mình thấy còn mắt đâu. Chẳng qua là do phiền não rồi cái mình mới có tật giật mình, thấy sợi dây tưởng con rắn. Đọc rõ bài kinh này, đọc thuộc bài kinh này, thấy sợi dây là sợi dây thì quý vị đâu sợ rắn. Tại vì cái tưởng mà chúng ta sợ thôi. Thì buổi sinh hoạt của chúng ta, quý vị đã thể hiện rất tốt, mặc dù chúng tôi bị bão ở ngoài trời, rồi cũng bão trong lòng. Cái máy này nó trục trặc vậy á,
bây giờ nói được thì nói cho cố, nói cho hết giờ. Rồi cái không nói thì quý vị để cho cái đạo tràng im ru vậy không được. Quý vị nói được thì quý vị cứ cầm micro, dù có chúng tôi không có chúng tôi thì ý kiến của quý vị là một bài học chung của đạo tràng. Quý vị đừng có ngại, khi mà một người nào trục trặc á thì quý vị cầm mic được. Nghĩa là cái đường truyền quý vị tốt thì quý vị cứ lên sinh hoạt, đừng có nghĩ rằng ô có ổng đó rồi quý vị bán cái gì chúng tôi, đâu được. Đây là đạo tràng của quý vị, đây là ngôi nhà của quý vị, cái chùa này là cái chùa ở trên trời. Chúng ta là những vị chư thiên nữa. Rồi xin mời quý vị ha, có điện thoại rồi. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy câu thứ tư của bài kinh Từ Bi. Dạ, cảm ơn Thiền Hữu cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, bây giờ Ngài bằng điện thoại rồi, con xin phép được kết thúc. Ngày gì con thấy cũng 6:30 rồi. Nhật Bình kính mời quý vị cùng Nhật Bình hồi hướng thiện pháp đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà. Dạ, chúng con thành kính dâng quả phước mà chúng con đã tạo, đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Cô Tâm Ma được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chùa Pháp Luân, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh 3 giới 4 loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đồng điều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân ni ba na sa pát cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân ni ba na sa pát cha yo ho tu. Ý đăng huynh nhân ni ba na sa pát cha yo ho tu. Một lần nữa.